Diệu kế. Cháy! Cháy! Có cháy! Chết tôi rồi! Thôi chết tôi rồi! Thôi ông à, dành dụm một thời gian là có thể làm lại được cái quán và mua đồ về tiếp tục bán. Nếu chỉ là cháy quán thôi, thì tôi đâu phải khổ thế chứ. Là vì tôi bị cháy luôn cả cuốn sổ biên tên những người nợ tiền hàng. Trời! Thật sao? Sổ đó ghi nợ của cả cái làng này sao? Giờ biết thế nào mà đòi? Ôi trời ơi! Già rồi! Trí nhớ kém! Giờ tôi không biết làm sao đây! Xin chớ lo! Ông đi mượn giấy bút đến đây. Tôi sẽ đọc cho ông không thiếu một tên, không sai một số nào cả. Có lần tôi đến quán nước uống, thấy quyển sổ trên bàn tôi đã đọc qua, giờ vẫn còn nhớ như in. May quá! Vậy cậu giúp tôi với! Này, có biết chàng trai Lê Quý Đô ở làng bên không? Sao mà không biết? Chàng trai tài giỏi cứu nguy cho ông trưởng làng bằng trí nhớ siêu việt của mình đấy. Cậu ta không chỉ thông minh, đọc một lần là nhớ, mà kiến thức cũng rất sâu rộng, hỏi gì biết đấy. Dạ, xin hỏi anh, đây có phải là nhà của Lê Quý Đôn không ạ? Đúng rồi, là ta đây. Em lặn lội từ xa đến đây, xin anh thỉnh giáo cho em về luật thơ với ạ. Cậu tìm đúng người để hỏi rồi đó. Đi vào đây, ta sẽ chỉ bảo cho tường tận. Thưa anh, được nghe anh giảng bài, đầu óc em được sáng ra rất nhiều. Tri thức của anh thật đáng cho người đời khâm phục. Em nghe danh tiếng của anh đã lâu, nay được một sở thị lại càng thêm phần ngưỡng mộ. Em thiết nghĩ, người trong thiên hạ không biết cái gì, cứ đến anh hỏi, chắc sẽ được thông tỏ. Nói rất hay. Có lẽ cũng cần làm một cái bảng để mọi người luôn nhớ và biết có một Lê Quý Đôn trong thiên hạ là bậc kỳ tài. Trong thiên hạ ai chưa biết gì thì đến ta mà hỏi. Lê Quý Đôn vốn xưa nay nổi tiếng thông minh, tài cao học rộng, nhưng mà viết như thế này thì chẳng phải là tự cao quá hay sao? Chào cháu. Một cụ già nhà quê, chắc là nghe danh mình nên từ xa đến đây có chuyện nhờ vả đây. Chào cụ, chẳng hay cụ đến có việc gì ạ? Chắc cháu không biết ta, vì ta là bạn thuở nhỏ của cha cháu. Cụ già trông nhếch nhác thế kia mà cũng nói là bạn của cha ta sao? Chắc là thấy người sang bắt quan làm họ đây mà. Dạ thưa cụ, cha cháu đã mất một thời gian lâu rồi. Ta cũng nghe tin dữ, nhưng ngặt nỗi đường xa, vả lại đổ bệnh nên không qua đưa tiễn cha cháu được. Cho nên hôm nay ta đến thắp cho cha cháu nén hương. Già lặn lội đường xa tới đây, chẳng có gì để tỏ tấm lòng, xin viếng cha cháu bằng đôi câu đố quê kệt. Dạ. Nhưng mà mắt ta kém, chẳng nhìn rõ, cháu có thể viết giúp ta được không? Cụ già này thật là phiền quá, chữ nghĩa còn chẳng nhìn rõ thì làm sao mà làm được thơ cơ chứ. Cách hơn 30 năm, xích huyện Hồng Châu nay vẫn đó, xa ngoài mấy ngàn dặm, đào hoa lưu thủy bác về đâu. Trời ơi, thưa cụ, hai câu thơ của cụ hay quá. Cháu lại quá khen rồi, thơ già quê kệt. Cụ, thưa cụ, những vần thơ tuyệt tác, động tới tận lòng người, không phải bậc anh tài kiệt xuất thì không thể làm được đâu. Vậy mà cụ còn nói là thô kệch. Cụ khiêm tốn quá ạ. Cháu à, chữ nghĩa kiến thức là vô hạn, sự học cũng vậy. Càng học càng vỡ lẽ ra, mình còn nhiều điều chưa biết. Ngọn núi này tưởng cao, nhưng sẽ còn nhiều ngọn núi khác cao hơn. Dạ. Xưa kia còn sống, cha cháu vốn sống rất giản dị khoan hòa. Kiến thức của ông uyên thâm, nhưng vẫn luôn nhún nhường bình dị. Cháu cần phải noi theo gương của ông ấy, trau dồi rèn luyện nhiều hơn nữa. Có như vậy, cha cháu dưới suối vàng mới thật sự an lòng. Dạ thưa cụ, cháu xin cảm tạ cụ đã chỉ dạy. Tài năng cần không ngừng được mài dũa, luyện tài rèn đức thì mới mong sau này trở thành người có ích.
Cho nên xưa nay những bậc cao nhân đều là những người khiêm tốn. Vâng, thưa cụ, cháu đã hiểu rồi ạ. À, cháu thật may mắn hôm nay được gặp cụ ạ. À, có lẽ ta sẽ cất giữ tấm biển này như một kỷ niệm để nhắc nhở mình phải khiêm tốn, cố gắng học hỏi, trau dồi bản thân nhiều hơn nữa. Kể từ đó, Lê Quý Đôn càng chăm chỉ đèn sách, khiêm tốn nhất mực. Ông là nhà thơ, nhà bác học nổi tiếng bậc nhất thời trung đại Việt Nam. Cảm giác khi bị trêu đùa. Này các cậu, đây là chiếc ô tô điều khiển từ xa, bố tớ mua cho tớ đó, đem tớ biểu diễn bằng siêu tốc độ đây. Các cậu xem tớ trêu thằng Tú nè, thằng này nó lành lắm. Ừ, trêu nó đi cho vui. Ê, Tú, cầm giúp cái ô tô lại đây cho tớ với. Ừ. Vô lại dở trò trêu bạn rồi, thật là. Con mèo thật ngốc nghếch, để con chuột nó chơi khăm thế kia. Em mà là con mèo thì sẽ bực lắm luôn. Thế mà có người chả biết bực đâu. Ý anh bảo anh Tú chứ gì, chẳng qua anh ấy hiền thôi, chứ mà người khác thì anh bị quánh cho nhược tử rồi. Vậy hả? Vậy có khi anh phải xin lỗi Tú rồi. Giờ em qua bảo Tú sang đây nha. Anh có cái này muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy. Có thật không vậy? Anh đừng có bày trò gì đó. Em đi gọi anh ấy đây. Rồi, đi đi, yên tâm. Tự dưng vô gọi anh sang có việc gì? Em cũng không biết. Anh ấy bảo có thứ gì bất ngờ muốn dành cho anh thôi. Cậu vào đây, có mấy quả táo định mời cậu ăn thôi. Coi như là lời xin lỗi vụ hôm qua tới trêu cậu mà. À, không có gì, tớ có giận gì đâu. À, mà quên, táo tớ để ở trong nhà tắm. Cậu vào lấy hộ tớ, súng đi lấy bột canh đi. Anh Tú, anh có sao không? Đúng là ngốc mà. Tú ngốc. Anh thật quá đáng. Nếu biết trước như thế này, em trả sơn gọi anh ấy làm gì? Có gì đâu, vui mà. Tú nó có sao đâu. Anh vô chả bao giờ chịu hiểu cho người khác. Phải làm điều gì đó để anh ấy sáng mắt ra mới được. Vô, có cái này cho anh này. Có người tặng quà cho anh nè. Quà cho anh ư? Đưa đây, chắc bố lại mua gì cho anh chứ gì. Anh đừng có bốc trần ra như vậy. Anh chỉ được thò tay vào lấy ra thôi. À, đau quá. Ôi, thằng vô bị lừa rồi. Đau quá. Nhìn cái mặt nó kìa, buồn cười quá đi. Đau quá. Sống, em dám trêu anh sao? Em, anh Tú cũng bị anh làm vậy cho nên em. À, hóa ra thằng Tú bảo em trả đũa anh hả? Được rồi, để anh đi tìm nó cho nó biết tay. Anh ơi, đứng lại nghe em nói đã. Anh vô, dừng lại. Anh Tú không biết việc này đâu. Là do em tự làm. Chính em ư? Sao em dám? Em có biết em làm anh cảm thấy xấu hổ với mọi người thế nào không? Anh thấy rất khó chịu. Mọi người cười chê anh, nhìn anh như thằng ngốc vậy. Anh ơi, lúc anh Tú bị anh trêu, anh ấy cũng cảm thấy như vậy đó. Anh Tú, tớ xin lỗi. Cảm giác bị người khác lấy ra làm trò cười thật không dễ chịu chút nào. Từ giờ, tớ sẽ không đẩy ai vào tình huống đó nữa. Ừ, tớ tin cậu.
Mình ơi, mình có chuyện gì mà mình hớt hải vậy? Mình này, ngoài kia đang dán cáo thị của quan tể tướng, yêu cầu tất cả các thầy lang trong huyện đến chữa bệnh cho con gái đấy. Nghe nói ai chữa khỏi bệnh sẽ thưởng rất hậu hỷ, còn không sẽ bị tống giam vào ngục tối. Sáng ngày mai phải có mặt trong phủ đó. Dạ bẩm đại nhân, đúng là tiểu thư mắc phải căn bệnh hiếm có. Tiểu dân sẽ kê thuốc cho tiểu thư, sau 2 tháng sẽ có thuyên giảm ạ. Ồ, thật vậy sao? Vậy ta trông chờ vào nhà ngươi. Mình uống trà đi cho tỉnh táo, đêm nào cũng ngồi tán thuốc đến khuya thế này. Chưa chữa khỏi bệnh cho tiểu thư mà lại mang bệnh vào thì khổ. Trà mình pha có khác, thơm quá, uống một chén thì ta muốn tỉnh táo cả đêm cũng được. Mình thật là khéo nịnh, để em giúp mình tán thuốc nha. Cảm ơn mình. Hai tháng vừa qua quả là vất vả cho nhà ngươi. Nhà ngươi quả là không phụ lòng tin của ta. Dạ bẩm đại nhân, tiểu dân cũng chỉ cố gắng hết sức làm tốt trách nhiệm thôi ạ. Khiêm tốn lắm, ta đã nói rằng nếu chữa khỏi bệnh cho tiểu thư ta sẽ thưởng lớn. Ngươi biết không, nhà ngươi chữa bệnh cho tiểu thư không chỉ lấy đi bệnh tật mà còn lấy mất trái tim của con gái ta rồi. Dạ, tiểu thư. Ta đã quyết định sự đền đáp hậu hỷ nhất ta dành cho nhà ngươi chính là tài sản quý giá nhất, là con gái ta. Kìa cha. Dạ bẩm đại nhân, tôi chỉ là một thầy lang bé mọn, đâu có xứng với đại tiểu thư. Hơn nữa cũng đã có hiền thê, đâu thể. Ta cũng đã biết hoàn cảnh của nhà ngươi, thế nên ta quyết định ngay ngày mai sẽ đến nhà ngươi gặp vợ ngươi nói chuyện. Nhà ngươi rõ rồi chứ? Nhà ngươi là vợ của thầy lang đề à? Dạ vâng, thưa đại nhân. Hôm qua sau khi ở phủ của ta về, hẳn là Lan Đề đã nói với nhà ngươi ý định của ta rồi. Dạ vâng, tôi đã rõ thưa đại nhân. Thế thì tốt, ta tính Lan Đề sau khi nên duyên với tiểu thư nhà ta sẽ vào trong phủ sống, như thế mới tiến thân được. Nhưng một khi đã vậy, ta cũng không vòng vo nữa. Sau khi Lan Đề trở thành rể của ta thì các ngươi sẽ không còn là vợ chồng nữa. Để bù đắp cho ngươi, ta sẽ ban cho ngươi bất kỳ thứ gì ngươi muốn, kể cả thứ quý giá nhất. Ngươi nói xem, ngươi muốn bao nhiêu vàng bạc? Dạ bẩm quan lớn, tôi xuất thân bần hèn, quen sống đạm bạc, vàng bạc tôi không ham. Vậy ta sẽ xây cho ngươi một ngôi nhà khang trang rộng lớn. Một thân một mình thì nhà cao cửa rộng càng thêm lạnh lẽo, không có ích gì thưa đại nhân. Vàng bạc ngươi không cần, nhà rộng ngươi không ở. Vậy được, ngươi muốn gì cứ nói. Ngài nói kể cả thứ quý giá nhất ư? Đúng vậy, ta hứa nói lời sẽ giữ lời. Vậy thì đây chính là thứ quý nhất của tôi. Nếu không có thứ quý nhất này thì tôi sống cũng bằng chết. Cái gì? Mình ơi, bẩm quan lớn, tôi không thể nghe theo lời ngài mà trái đạo vợ chồng được. Ngươi nói cái gì? Đây là người vợ đã theo tôi từ thuở còn hàng vi khổ cực, đã cùng tôi trèo non lội suối tìm thuốc cứu người, đã không quản ngại nhọc nhằn mưa nắng để tôi có được ngày hôm nay. Nếu tôi bỏ cô ấy để tìm đến vinh hoa phú quý thì há chẳng phải vô tình vô nghĩa, tham phú phụ bần, đáng khinh lắm hay sao? Người... Thôi được, tình nghĩa vợ chồng các ngươi thật khiến người khác cảm động. Ta sẽ không chia rẽ các ngươi nữa. Ta rút lại lệnh ban thưởng lúc đầu. Giờ ban thưởng cho hai vợ chồng nhà ngươi 100 lạng bạc làm vốn, mong hai người tiếp tục chữa bệnh cứu người. Cảm tạ quan lớn Thanh Minh. Món thịt viên chiên. Nắng quá, chúng mình vào quán làm đi nước mía rồi về đi. Được đấy. Tuấn ơi, Tuấn. À, Nam đấy à, sao cậu đi vội thế? Vào quán uống nước mía đã. À, thôi, tớ về trước đây. Này Tuấn, nhớ lịch đá bóng chiều nay của đội mình nhé. Tớ không đi được rồi, sáng nay tớ cũng đã bảo với bạn đội trưởng rồi. Thôi, tớ về trước đây.
Ơ này, dạo này cậu ta sao thế nhỉ? Bình thường chơi thân với cậu lắm mà Hùng. Tớ cũng chẳng hiểu nữa, dạo này cậu ấy chẳng mấy khi chơi với ai, cứ học về là cắm đầu cắm cổ chạy về. Hay vì là át chủ bài của đội bóng, lại liên tục xếp đầu khối về kết quả học tập, nên cậu ta kêu căng, không thèm chơi với ai nữa. Chẳng nhẽ cậu ta nghĩ thế thật. Hùng ơi, cậu cho tớ mượn quyển toán nâng cao nhé. Tớ chưa mua được. Tớ cho bạn My mượn mất rồi, để khi khác tớ mượn cho cậu nha. Ồ vậy à, thế thì chán nhỉ. Thôi, tớ về đây. Mẹ vừa thấy quyển toán nâng cao trên bàn học của con. Sao con lại nói dối và không cho bạn mượn? Bình thường hai đứa chơi thân với nhau lắm cơ mà. Đó là trước đây thôi, bây giờ con không thèm chơi với bạn ấy nữa. Có chuyện gì vậy con? Từ hồi là át chủ bài của đội bóng, rồi đứng đầu cả khối về thành tích học tập, bạn ấy chẳng thèm đi chơi với ai. Lúc nào tan trường cũng cắm đầu cắm cổ chạy về trước, cứ làm như có việc bận lắm ấy. Vậy sao? Sao con không hỏi bạn xem bạn có việc thật không? Sao con phải hỏi chứ? Đã thế con không thèm chơi luôn. À, thơm quá mẹ ạ. Con hãy nhìn mà đoán xem đây là món gì nào. Dễ ợt, đây là món thịt viên chiên. Đúng rồi, con thử nhìn rồi đoán xem mẹ đã dùng thịt gì để làm món thịt viên này. À, con biết rồi. Nếu con đoán không lầm thì là thịt viên này làm từ thịt lợn. Vì sao lại là thịt lợn? Biết đâu là thịt gà, thịt bò, thịt bê, thịt cá thì sao hả con? Thì con đoán mò thế thôi. Nhìn qua có vẻ giống thịt lợn. Chưa đúng rồi. Bây giờ mẹ sẽ đưa đĩa thịt viên này gần lại để con ngửi. Sau khi ngửi xong hãy cho mẹ biết đáp án của con nhé. Vâng. Thơm quá. Đúng rồi, thịt gà, đúng không mẹ? Muốn biết đúng hay không, giờ mẹ cho con nếm xem vị nó như thế nào nhé. Ngon quá mẹ ạ. À, giờ thì con biết rồi, là thịt bò. Đó, con thấy không? Chỉ là một món thịt viên chiên thôi. Nếu con chỉ nhìn, chỉ ngửi, chưa chắc con đã biết nó làm từ nguyên liệu gì. Con phải nếm nó bằng tất cả các giác quan mới biết được chính xác nó là gì. Mẹ ơi, mẹ nói hay quá. Bởi vậy, những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã phải là bản chất của vấn đề, mà chỉ là một khía cạnh của câu chuyện mà thôi. Mẹ, ý mẹ là... Việc bạn Tuấn không đi chơi cùng con cũng vậy. Bạn ấy chỉ sống với bà và mẹ. Mẹ bạn ấy thì đi làm suốt ngày. Còn bà bạn ấy dạo này đau chân không đi được, nên bạn ấy phải về nhà thăm bà đó con. Thật vậy sao ạ? Sao mẹ biết? Sáng nay mẹ đi chợ qua có nhìn thấy. Bạn ấy chăm chỉ làm việc nhà, mà lúc mẹ đi chợ về, bạn ấy cũng chưa làm xong. Có lẽ vì thế mà bạn ấy không có thời gian đi chơi cùng với các con đó. Vậy mà con cứ nghĩ bạn ấy không hòa đồng, lại còn trách bạn ấy không cho bạn ấy mượn sách nữa chứ. Giờ con sửa chữa cũng chưa muộn mà. Vâng, con biết rồi. Lát con sẽ mang sách qua cho Tuấn, rồi xem bạn ấy có cần con giúp gì nữa không. Ừ, thế ăn nhanh lên đi con. Sáng nào cũng 6 tiếng, sợ quá. Học xong chẳng còn tí sức nào. Thường nhất là cái thằng em dạ dày, cứ kêu đói nheo nhéo. Còn học hành làm sao được? Giờ này mà có suất cơm với rà gán ở quán bà Năm thì thật tuyệt. Thế thì còn gì bằng. Nhưng quán bà ấy bán đắt lắm. Cơm gà quán bà ấy ít nhất cả 50.000 một suất. Thì quán bà ấy toàn thịt gà ngon, đắt thì sắc ra biến bà lại. Nhắc tới là bọn này nuốt nước miếng ẩn ực rồi đây nè. Tại nó cứ hiện lên trong đầu của tôi từ lúc tiết năm đến giờ. Hay là chẳng mấy khi được nghỉ học nhiều. Hôm nay chúng mình đi nhà hàng một bữa cho bỏ. Hai hôm nữa cũng đến hạn nhà gửi tiền lên rồi. Không lo đâu. Được đó, còn có hai hôm nữa thôi. Ba anh em ta làm một bữa cho nó hoành tráng. Đằng nào chẳng sắp có viện trợ. Bác ơi, cho chúng cháu ba suất cơm gà nhé. Có ngay.
đời sinh viên, chẳng ai khổ như ba thằng mình. Chúng nó thì có xe máy đi học, nhà cửa, ăn uống thì bố mẹ lo cả, sướng như vua. Giá bố mẹ chúng mình giàu có thì tốt biết mấy. Mà nói làm gì, người ta bảo mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đã quá. Mà này, hôm nay trời nóng gắt, ăn no mà lại được lon bia lạnh thì tuyệt. Ừ, cậu không nói thì chứ, nói lại làm tớ thèm không chịu được. Ừ, tớ cũng thích, nhưng mà hôm nay đã ăn cơm gà, lại còn uống bia lạnh nữa thì hoang phí quá. Nhưng chẳng phải hai hôm nữa bố mẹ sẽ gửi tiền lên sao? Thôi, đã thích thì phải nhích. Hay, hay, thích thì phải nhích. Bác ơi, cho chúng cháu ba lon bia lạnh. Được, có ngay. Quái, ba anh chàng này hôm nay ăn sang ra trò. Bà chủ ơi, cho một ly trà đá nhé. Ồ, ở đây bán cơm, không có bán trà đá bác ạ. Trời nắng quá, thôi cho tôi ngồi nhờ ở đây nghỉ trưa tí nhé. Vậy bác ngồi tạm ở kia nhé. Mấy chỗ này tí khách vào đông lắm. Ồ, có chỗ ngồi là tốt lắm rồi. Cảm ơn bà chủ nhé. Alo, em à, hôm nay tiện chở xe hàng, anh vào đưa tiền chi tiêu cho thằng Huy. Anh ăn trưa chưa? À, còn túi sắn luộc từ sáng, anh ăn luôn là no rồi. Ở thành phố ăn uống cái gì chả đắt đỏ, cũng phải biết liệu để lo tiền ăn học cho bọn trẻ chứ. Ơ kìa, sao không uống bia đi, mặt đần ra thế? Đó, đó, chính là ba tớ. Bác ơi, mấy lon bia này chúng cháu chưa mở nắp, trả lại được chứ ạ? Được, không sao. Kìa, cậu nghệch mặt ra làm gì? Chạy ra chỗ ba cậu đi, gặp cậu ở đây chắc ông ấy mừng lắm. Ba! Con đây, ba lên, sao không nói gì với con? Ôi, Huy, ba nghĩ tầm này con đang ăn trưa, nên định một lát sẽ gọi, con đã ăn gì chưa? Dạ, con thương ba mẹ lắm. Ừ kìa, con trai mà sao khóc lóc thế này, ba có làm sao đâu mà khóc. Ba vất vả quá, con xin lỗi ba. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.